Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các anh chị và các bạn uh, trong hội trường ạ. Thì hôm nay theo uh, uh, lịch sinh hoạt khoa học của viện thì em xin uh, báo cáo một chủ đề đó là lựa chọn thuốc chống đông ở bệnh nhân mắc hội chứng kháng lipoprotein lipid ạ. Và như chúng ta đã biết thì cùng với sự phát triển uh, ngày càng hiện đại của y học cũng như là chữ chuyên sâu của xét nghiệm thì hội chứng khám lipoprotein lipid này thì ngày càng được uh, chuẩn đoán uh, nhiều hơn ạ. Và đối với các bác sĩ tim mạch thì các bệnh nhân mà hội chứng kháng thuốc lipid đến với chúng ta thì bởi vì các cái ý À, bệnh cảnh như là huyết khối động mạch và huyết khối tĩnh mạch. Vì vậy chúng ta cũng cần phải à, biết à, cách lựa chọn các thuốc chống đông như thế nào là hiệu quả và an toàn cho các cái nhóm bệnh nhân này. À, đầu tiên thì em xin điểm qua một vài cái dấu mốc quan lịch sử quan trọng trong quá trình mà phát hiện cũng như là phát triển của hội chứng kháng phospholipid. À, từ những năm 1953 thì cô Lê thì đã phát hiện ra cái chất kháng đông lupus đầu tiên thì các tác giả này phát hiện ra chất kháng đông lupus thì nghĩ rằng là cái chất này nó gây ra quá trình ức chế quá trình đông máu và gây ra chảy máu cho bệnh nhân nhưng mà năm 1964 thì Walter đã chứng minh điều ngược lại là chất kháng đông lupus là gây ra cái tình trạng huyết khối của bệnh nhân và đến năm 1974 thì John Hansen thì cùng đồng nghiệp đã nhận ra mối liên quan giữa sự hiện diện của chất kháng đông lupus và huyết khối ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống đến năm 1975 thì Ninh sơn và đồng nghiệp thì cũng đã báo cáo mối liên quan giữa chất kháng đông lupus và thai lưu trong tử cung và đến năm 1984 thì hội thảo quốc tế đầu tiên về các kháng thể kháng phospholipid đã được tiến hành tại bệnh viện Hammersmith tại Anh ạ. và trong những năm tiếp theo sau đó thì hội nghị quốc tế về hội chứng kháng phospholipid thì đã được thành lập và thiết lập lên các chuẩn đoán cho hội chứng kháng phospholipid và tại Sapporo Nhật Bản năm 1998 và tại Sydney cập nhật năm 2004. Và đầu tiên về hội chứng khám phospholipid thì là một rối loạn miễn dịch hệ thống với các biến cố về huyết khối động mạch, tĩnh mạch hoặc là biến cố về sản khoa gây ra bởi các kháng thể kháng phospholipid. Và hội chứng này thì được chia làm hai dạng, thứ nhất là nguyên phát và thứ hai là thứ phát. Hội chứng khám phospholipid nguyên phát là các bệnh nhân mà chỉ có đơn thuần là hội chứng khám phospholipid thôi. Còn các bệnh nhân mà hội chứng kháng phospholipid là các bệnh nhân mà có hội chứng khám phospholipid mà nằm trong các bệnh cảnh của các bệnh lý tự miễn dịch khác và hay gặp nhất đó là lupus ban đỏ hệ thống và theo thống kê thì tỷ lệ lưu hành các kháng thể kháng phospholipid trong dân số nói chung là từ 1 đến 5%, nhưng mà không phải người nào mà mang kháng thể kháng phospholipid cũng biểu hiện ra hội chứng kháng phospholipid mà chỉ có một lượng nhỏ các bệnh nhân mà biểu hiện thành hội chứng kháng phospholipid và theo ước tính là tỷ lệ khoảng 5 bệnh nhân trên 100.000 dân thì có mắc hội chứng kháng phospholipid. Và đây là sơ đồ về sinh bệnh học của hội chứng kháng phospholipid là khi dưới kích thích có hại của môi trường có thể là do nhiễm trùng, nhiễm virus hoặc chấn thương thì các tế bào B sẽ sản xuất ra các kháng thể một loạt các kháng thể kháng phospholipid và kháng thể kháng phospholipid này thì sẽ kích hoạt beta 2 glycoprotein chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái mở và sinh ra miễn dịch và từ đây là hình thành một loạt các quá trình mà gây ra đông máu thứ nhất là hoạt hóa các cái tế bào nội mạc mạch máu và hoạt hóa các tế bào viêm nhưng mà như là bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu mono, hay là hoạt hóa bổ thể tiếp theo là hình thành lên các cái uh, cục máu đông và kết uh, sự kết uh, tập trung của các tiểu cầu và đối với uh, sản phụ khoa thì uh, các kháng thể kháng vô lipid này tác động lên các nguyên bào nuôi và tế bào dụng và trên cơ sở và nhiều cơ nhiều cơ chế phức tạp đấy thì kháng thể kháng vô lipid đã dẫn đến bốn hậu quả thứ nhất là quá trình viêm thứ hai là tổn thương mạch máu thứ ba là huyết khối và thứ tư là các biến cố về sản khoa và trong một nghiên cứu đoàn hệ ở 13 quốc gia tại châu Âu, nghiên cứu khá là dài trong vòng 12 năm, thu nhận là hơn 1.000 bệnh nhân mà có hội chứng cám phosphorylipid thì các tác giả nhận thấy thì các bệnh nhân này có bệnh cảnh lâm sàng thì rất là đa dạng. Trong đó thì hay gặp nhất đó là ở huyết khối tĩnh mạch sâu chiếm tới 31,7%, thứ hai là giảm tiểu cầu chiếm 21,9%. Và các tác giả cũng nhận thấy là trong nhóm bệnh nhân mà có huyết khối tĩnh mạch sâu thì là hay gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Tuy nhiên cũng có thể gặp Uh, huyết khối ở các vị trí tĩnh mạch khác như là tĩnh mạch não, hệ thống tĩnh mạch cửa, mạc treo hay là huyết khối ở tĩnh mạch chủ dưới. Về biến cố huyết khối động mạch thì đột quỵ là hay gặp nhất chiếm tới 13%, tiếp đến là tai biến mạch não thoáng qua chiếm 7% và tỷ lệ ít gặp hơn đó là nhồi máu cơ tim chiếm 2,8%. Và các bệnh nhân mà mắc hội chứng carbon repeat thì lưu hành trong máu rất nhiều loại kháng thể khác nhau. Tuy nhiên là có 3 loại kháng thể hay gặp nhất và đã được đưa vào tiêu chuẩn chuẩn đoán hội chứng kháng phospholipid đó là kháng đông lupus kháng thể kháng beta 2 glycoprotein và kháng thể kháng các diolipin và cũng có các nghiên cứu đã đánh giá mối tương quan giữa các kháng thể kháng phospholipid và sự hình thành huyết khối trong đó thì bệnh nhân mà được chuẩn đoán hội chứng kháng phospholipid thì cái kháng đông lupus thì là nguy cơ cao nhất hình thành huyết khối sau đó là đến beta 2 glycoprotein tiếp đến là kháng thể kháng các diolipin và một bệnh nhân hội chứng kháng mà xuất hiện đồng thời cả ba loại kháng thể này dương tính ở trong máu thì được coi là nguy cơ cao nhất cho sự hình thành và tái phát của huyết khối và có hai cái mô hình phân loại khác nhau uh, dành cho bệnh nhân kháng polypip đó là một phân loại theo lâm sàng một một phân loại dựa trên theo xét nghiệm đầu tiên về phân loại lâm sàng nhóm thứ nhất là nhóm mà người mang kháng thể kháng phospholipid thôi chứ không có biểu hiện hội biểu hiện các biến cố tuyến tắc mạch của hội chứng kháng lipid thứ hai là người mà có huyết khối đơn thuần một huyết khối ở ở một vị trí tiếp theo nhóm thứ ba là nhóm mà có nhiều huyết khối hoặc là tái phát huyết khối tái phát nhiều lần và nhóm cuối cùng cũng được coi là nhóm nặng nhất đó là hội chứng kháng phô lipid thảm họa được viết tắt là cps hội chứng kháng phospholipid thảm họa này thì chiếm một tỷ lệ rất nhỏ chỉ có một phần trăm trong cái nhóm bệnh nhân hội chứng kháng phospholipid thôi tuy nhiên là hầu hết các bệnh nhân mà kháng phospholipid mà tử vong thì đều nằm ở các cái nhóm bệnh nhân này và hội chứng kháng phospholipid thảm họa này thì đó là sự hình thành của một cái cơn bão huyết khối gây tắc các cái mạch lớn các mạch nhỏ cả các vi mạch và dẫn đến là tổn thương nhiều cơ quan bộ phận khác nhau trên bệnh nhân và tiến triển trong thời gian rất nhanh và theo cái phân loại thứ hai là phân loại dựa trên xét nghiệm thì xét nghiệm cả ba loại kháng thể kháng vô lipid thì chúng ta phải uh, chúng ta sẽ chú ý đến nhóm bệnh nhân là nguy cơ cao đó là gì là các bệnh nhân mà có dương tính với hai loại kháng thể kháng vô lipid hoặc là cả đồng loạt cả ba loại kháng thể kháng vô lipid và đây là tiêu chuẩn chuẩn đoán của hội chứng kháng vô lipid và tiêu chuẩn này thì được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1998 tại Nhật Bản sau đó là cập nhật uh, và hoàn thiện vào năm 2006 và kể từ năm 2006 cho đến nay thì tiêu chuẩn này vẫn được giữ nguyên và các hội thảo quốc tế về hội chứng kháng polypid thì cũng giữ nguyên tiêu chuẩn này và cập nhật thêm về phần điều trị nữa. và về tiêu chuẩn chuẩn đoán thì sẽ có hai phần thứ nhất là tiêu chuẩn về lâm sàng và thứ hai là tiêu chuẩn về xét nghiệm đầu tiên là tiêu chuẩn về lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có huyết khối mạch máu động mạch hoặc là tĩnh mạch hoặc là các biến cố về sản khoa như là lớn hơn 3 lần sẩy thai dưới 10 tuần hoặc là bất kể lần sẩy thai nào mà trên 10 tuần nhưng mà không phải do bất thường hình thái thai nhi hoặc là sinh non dưới 34 tuần trước 34 tuần mà vì sản giật này hoặc tiền sản giật nặng hoặc là suy tuần hoàn giao thai. Và tiếp theo là về tiêu chuẩn xét nghiệm là để chuẩn đoán hiện hội chứng kháng phospholipid thì bệnh nhân phải cần dương tính với ít nhất một trong ba loại kháng thể kháng phospholipid đó là kháng đông lupus, kháng thể kháng các kháng thể kháng beta 2 glycoprotein và cái xét nghiệm này thì phải lặp lại dương tính lần thứ hai sau ít nhất 12 tuần thì mới được đưa vào tiêu chuẩn chuẩn đoán. Và uh, vậy thì chuẩn đoán hội chứng antiphospholipid bệnh nhân phải cần một tiêu chuẩn về lâm sàng đó là biến cố về mạch máu hoặc là sản qua và một tiêu chuẩn về xét nghiệm lặp lại sau 12 tuần. Và uh, trước đây thì uh, thuốc chống đông đường uống kháng vitamin K thì vẫn được coi là thuốc điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh nhân mà mắc hội chứng kháng phospholipid mà có huyết khối. Và và trong tập viết À, thập kỷ vừa qua thì có sự ra đời của thuốc chống đông đô ác thì đã thay đổi uh, uh, bộ mặt lâm sàng của uh, việc sử dụng dùng chống đông như đô ác đã được ưu tiên hơn cho các bệnh nhân dung nhĩ mà có uh, không có van tim cơ học hay là dung nhĩ mà không có hẹp hay lá từ trung bình trở lên hay là dung nhĩ mà chỉ có huyết khối tĩnh mạch hoặc là thuyên tắc đổi đơn thuần tuy nhiên vai trò của chống đông đô ác ở bệnh nhân hội chứng máu lipid thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn và một loạt các nghiên cứu và thử nghiệm lớn đã được ra đời để đánh giá vai trò của thuốc chống đông ác so với warfarin ở bệnh nhân mà có hội chứng máu lipid và thử nghiệm đầu tiên đó là thử nghiệm CHAP được tiến hành vào năm 2014 và công bố vào năm 2018 và thử nghiệm này thì uh, uh, so sánh uh, hiệu quả và độ an toàn của rivaroxaban so với warfarin ở bệnh nhân có hội chứng khám phospholipid nguy cơ cao và xin lưu ý rằng là uh, thử nghiệm này là chỉ tiến hành ở bệnh nhân hội chứng khám phospholipid có nguy cơ cao là các bệnh nhân mà dương tính với đồng loạt cả ba loại kháng thể kháng phospholipid là nguy cơ cao nhất với sự hình thành huyết khối và thử nghiệm này thì không kém nghiên cứu đa trung tâm nhãn mở ngẫu nhiên và được tiến hành tại 14 trung tâm ở Italia và bắt đầu từ năm 2014 và dự kiến là sau 3 năm uh, theo dõi trong vòng 3 năm và hoàn thành năm 2018 và thử nghiệm này đã thu nhận được 120 bệnh nhân và có 59 bệnh nhân dùng rivaroxaban và 61 bệnh nhân dùng warfarin ạ. So sánh giữa hai nhóm thì về các cái đặc điểm nghiên cứu như là tuổi, giới hay là các chỉ số về xét nghiệm kháng thể kháng phospholipid hay là các các cái biểu hiện lâm sàng về huyết khối, mạch máu thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Và một điều đáng buồn đó là thử nghiệm này đã phải dự kiến tiến hành 3 năm nhưng mà sau 1,5 năm thì đã phải dừng tiến hành nghiên cứu bởi vì sao? Vì là nhóm bệnh nhân mà hội chứng kháng polypid có nguy cơ cao mà dương tính với cả ba loại kháng thể kháng lipid thì cho thấy biến cố uh, rõ rệt so với nhóm sử dụng warfarin là 19% so với 3%. Và song song cùng với một thời điểm đó thì cũng có một nghiên cứu đánh giá so sánh giữa Sabang và Warfarin ở bệnh nhân mà có hội chứng kháng phospholipid. Nghiên cứu này thì được thực hiện tại Tây Ban Nha nhưng mà uh, đánh giá các bệnh nhân hội chứng kháng phospholipid là chung cả bệnh nhân nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Không có chỉ có khác biệt so với thử nghiệm trên là chỉ đánh giá ở bệnh nhân nguy cơ cao. Và thử nghiệm này thì là một thử nghiệm lâm sàng không kém đa trung tâm, ngẫu nhiên, nhãn mở và được tiến hành tại 6 bệnh viện đại học ở Tây Ban Nha và theo dõi từ năm 2013, 2014 đến năm 2017 và theo dõi trong 3 năm ạ và trong uh, thử nghiệm thì đã thu nhận được 190 bệnh nhân, chia đều làm hai nhóm, nhóm sử dụng rivaroxaban và 95 bệnh nhân và nhóm sử dụng kháng vitamin K là 95 bệnh nhân. Và hai nhóm này cũng có sự tương đồng về giới, về tuổi, về các yếu tố lâm sàng cũng như là xét nghiệm. Về sau 3 năm nghiên cứu thì thử nghiệm này cũng đưa ra một kết quả là rivaroxaban thì có nguy cơ tái phát huyết khối cao hơn hẳn so với thuốc chống đông đường uống kháng vitamin K và các tác giả cũng nhấn mạnh là đặc biệt là trong cái thử nghiệm này có 6 bệnh nhân đột quỵ thì 6 bệnh nhân là đều là các bệnh nhân sử dụng rivaroxaban và cũng có những thử nghiệm về các thuốc chống đông đô ác khác đó là apixaban và các tác giả Hoa Kỳ thì cũng đã đưa ra một thử nghiệm có tên là echo là so sánh hiệu quả và độ an toàn của apixaban so với warfarin và trên các cái bệnh nhân mà hội chứng kháng phospholipid mà có huyết khối thì nghiên cứu này là một nghiên cứu nhãn mở ngẫu nhiên đa trung tâm và theo dõi trong vòng 12 tháng đấy và nghiên cứu thì thu được uh, một số lượng bệnh nhân thì khá là khiêm tốn chỉ có 48 bệnh nhân thôi trong đó có 23 bệnh nhân là sử dụng mươi 25 bệnh nhân là sử dụng warfarin thì cũng có hai nhóm này thì về đặc điểm chung thì cũng có sự tương đồng về tuổi giới các yếu tố lâm sàng hay là yếu tố về xét nghiệm và kết cục chỉ ra thì uh, apixaban thì cũng gây ra nhiều biến cố hơn so với warfarin và do số lượng bệnh nhân mà từ các cái thử nghiệm trên thì còn ít bởi vì thật sự là để chuẩn đoán một bệnh nhân mà có hội chứng gan phospholipid thì không phải là dễ dàng bởi vì một bệnh nhân chuẩn đoán hội chứng gan ngoài cái tiêu chuẩn lâm sàng thì cần phải tiêu chuẩn về xét nghiệm và tiêu chuẩn xét nghiệm thì bắt buộc phải lặp lại dương tính lần thứ hai sau ít nhất 12 tuần thì mới được coi là hội chứng gan vì vậy là đã có một cái phân tích tổng hợp một loạt các cái thử nghiệm trên để người ta hy vọng rằng là khi số lượng bệnh nhân lớn hơn thì người ta sẽ phân tích được là khi sử dụng chống đông độ ác so với cái thuốc chống đông kháng vitamin K thì cái biến cố nào là cái biến cố bất lợi hơn dụ động mạch hay là tĩnh mạch hay là người ta sẽ phân tích khi số lượng bệnh nhân lớn hơn thì người ta sẽ phân tích được cái nhóm nhỏ hơn là xem có một cái nhóm nào mà nguy cơ thấp có được hưởng lợi từ cái chống đông đường uống trực tiếp này hay không thì Thế, uh, thống kê này thì đã thu nhận bốn thử nghiệm đó thử nghiệm RAP năm 2016, CHAP năm 2018, ODYROD năm 2019 và ECHO APS năm 2022 với tổng là gần 500 bệnh nhân ạ. Và đầu tiên về biến cố uh, huyết khối động mạch thì uh, thống kê này đã ghi nhận là bệnh nhóm bệnh nhân mà hội chứng kháng phospholipid mà sử dụng DOAC thì có biến biến cố huyết khối động mạch cao hơn hẳn so với nhóm mà sử dụng warfarin và trong trong cái biến cố với khối động mạch thì biến cố nhồi máu cơ tim thì tương tự giữa hai nhóm tuy nhiên là nổi bật lên là biến cố đột quỵ ở nhóm sử dụng uh, đô doac thì cao hơn so với warfarin có ý nghĩa thống kê còn về biến cố về huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân mà hội chứng khám phospholipid uh, có sử dụng doac với warfarin thì không có sự khác biệt kể cả về huyết khối tĩnh mạch sâu hay là thuyên tác động mạch phổi về biến cố chảy máu thì ở hội chứng khám lipid sử dụng hai loại chống đông này thì, thì cũng không có sự khác biệt và các, ta, các tác giả cũng tiến hành phân tích dưới nhóm các nhóm nguy cơ thấp hơn để xem là có tương đồng với kết quả trên hay là có được hưởng lợi từ đô hay không đầu tiên là về nhóm mà hội chứng khám photolipid là chỉ dương tính với một hoặc là hai loại kháng thể kháng nhân thôi thì cũng cho biến cố huyết khối động mạch cao hơn khi sử dụng đô át. và tương tự là nhóm bệnh nhân mà khi được đưa vào nghiên cứu thì chưa có biến cố huyết khối động mạch có thể là chỉ có huyết khối tĩnh mạch thôi Tuy nhiên là khi sử dụng doac thì cũng cho thấy là huyết khối động, tỷ lệ huyết khối động mạch cao hơn hẳn so với nhóm sử dụng warfarin. Và từ uh, thống kê này thì đã đưa ra kết luận là trong 474 bệnh nhân mà chia làm hai nhóm sử dụng thuốc chống đông kháng vitamin K và chống đông doac đô thì doac uh, thì đã làm tăng cái biến cố thuyên tắc, uh, biến cố huyết khối động mạch, đặc biệt là đột quỵ so với warfarin trong khi đó là không có sự khác biệt giữa huyết khối tĩnh mạch và biến cố huyết khối chảy máu. Uh, tiếp theo thì năm 2022 cũng có một uh, nghiên cứu được ra đời uh, và đăng trên cái uh, tạp chí của hội huyết học châu âu uh, đó là so sánh giữa Doak uh, và warfarin mà ở bệnh nhân mà hội chứng khám hô lipid chỉ có nguy cơ thấp thôi dương tính với một loại kháng thể kháng nhân thôi chứ không phải là dương tính hai hoặc là ba thì nghiên cứu này là nghiên cứu hồi cứu tại hai bệnh viện y khoa tại hoa kỳ và theo dõi trung bình là 54 tháng một thời gian theo dõi khá là dài và nghiên cứu cũng thu được là 143 bệnh nhân chia làm hai nhóm với 91 bệnh nhân là sử dụng warfarin và 52 bệnh nhân sử dụng doac và kết quả nghiên cứu thì uh, đã cho thấy là cái tái phát của huyết khối tái phát của huyết khối thì tương đồng giữa hai nhóm có nghĩa là 6,3% so với 5,8% và các tác giả đã đưa ra kết luận là Đô ác thì có thể là một lựa chọn an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân mắc hội chứng kháng Phospholipid dương tính với một loại kháng thể kháng nhân thôi và và họ cũng lưu ý thêm là sẽ cần phải các cái nghiên cứu dài hơn và với số lượng bệnh nhân lớn hơn để đưa ra các cái kết luận và các tác giả cũng chỉ ra rằng đưa ra các giả thuyết là tại sao đuốc lại kém hiệu quả hơn giả thuyết thứ nhất là có thể liên quan đến cái thời gian bán hủy của đuốc ngắn hơn so với warfarin dẫn đến là khi bệnh nhân mà không tuân thủ Uh, điều trị trong một, một hoặc hai liệu trình thì có thể dẫn đến là làm tăng các biến cố huyết khối và thứ hai là trong bệnh cảnh của hội chứng phospholipid thì vita, thuốc chống đông kháng vitamin K thì tỏ ra hiệu quả hơn có thể là do thuốc này ngăn chặn nhiều con đường dẫn đến huyết khối trong cái chuỗi đông máu và so với đó uh, trong cái bệnh cảnh mà phức tạp của của hội chứng phospholipid ạ đây như các thầy cô có thể thấy à uh, thuốc chống đông kháng vitamin K uh, tác động lên cả protein S, protein C, yếu tố 10 hay yếu tố 2. Trong đó là thuốc chống đông độ ác thì như là apisabang, rivadosabang thì chỉ tác động lên yếu tố 10A hay labiga chăng thì chỉ tác động lên yếu tố 2A nữa. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cũng có các cái khuyến cáo về bệnh lý của hội chứng kháng phốt Đầu tiên là trong các khuyến cáo của Uh, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tác động mạch phổi, thì cũng đưa ra một cái phần nhỏ cho cái hội chứng khám phospholipid. nhà khuyến cáo của hiệp hội tim mạch châu Âu năm 2019 thì đã uh, chỉ ra là điều trị thuốc chống đông, đứng uống kháng vitamin K kéo dài không thời hạn, kéo dài không thời hạn cho các bệnh nhân mà có hội chứng khám phospholipid mà có huyết khối. trong đó và độ ác thì không được khuyến cáo ở bệnh nhân có hội chứng khám phospholipid và tương tự như khuyến cáo của NICE năm 2020 và AHS là hiệp hội uh, huyết học của Mỹ năm 2020 thì cũng độ cũng đưa ra cái khuyến cáo là ưu tiên sử dụng thuốc chống đông đủ uống kháng vitamin K cho bệnh nhân có hội chứng kháng phospholipid mà và không khuyến cáo cho bệnh nhân có hội chứng kháng phospholipid đối với cái thuốc chống đông đủ ác. và uh, hội chứng kháng phospholipid này cũng có các cái khuyến cáo riêng biệt của của bệnh lý của nó đó là khuyến cáo của hiệp hội uh, thấp cấp học châu Âu năm 2019 thì cũng đồng thuận với các khuyến cáo trên đó là bệnh nhân hội chứng kháng lipid có huyết khối động mạch hoặc tĩnh mạch thì khuyến cáo điều trị bằng chống đông đường uống kháng vitamin K với mục tiêu INR là 2 đến 3. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân mà hội chứng kháng lipid mà có huyết khối tĩnh mạch thì đô ắc có thể được cân nhắc xem xét nếu mà INR mà bệnh nhân không đạt được mục tiêu hoặc là bệnh nhân mà có chống chỉ định với thuốc kháng vitamin K đường uống như là dị ứng hoặc là không dùng nạp. Còn bệnh nhân mà hội có hội chứng kháng lipid mà có huyết khối động mạch thì vẫn không khuyến cáo sử dụng thuốc chống đông ác. và tiếp theo là một hiệp hội đông và cầm máu quốc tế năm 2020 cũng có một lưu ý nhỏ là những bệnh nhân mà có hội chứng kháng fibrin mà không có nguy cơ cao tức là có nguy cơ thấp mà có huyết cầu tĩnh mạch mà khi mà dị ứng hoặc là không dung nạp với thuốc chống đông đường uống kháng vitamin K hoặc INR bất thường thì mặc dù bệnh nhân đã tuân thủ điều trị rồi thì cũng có thể cân nhắc được thuốc chống đông ác và đây là lược đồ tiếp cận đối với thuốc điều trị chống đông à, điều trị chống đông đối với hội chứng kháng phoslipit và được uh, đồng thuận từ một loạt các cái từ, uh, một loạt các hiệp hội đầu tiên là đối với nhân mà được chuẩn đoán xác định hội chứng kháng phoslipit nếu mà có huyết khối động mạch thì bắt buộc uh, theo hiệp hội tim mạch châu Âu hay là huyết học ở Hoa Kỳ hay là hội thấp khớp của châu Âu thì bắt buộc sẽ phải dùng thuốc chống đông kháng vitamin K là acenocumarol và warfarin uh, trong khi đó độ ác thì sẽ không được khuyến cáo Tuy nhiên có một cái nhóm nhỏ đó là bệnh nhân mà huyết khối tĩnh mạch mà chỉ dương tính với một hoặc là hai loại kháng thể kháng phospholipid thôi thì nếu mà bệnh nhân mà có thể được sử dụng đô ác trong trường hợp mà bệnh nhân mà có chống chỉ định với thuốc chống đông kháng vitamin K à, bệnh nhân mà không có thể theo dõi được INR hoặc là bệnh nhân mà không dùng nạp thuốc kháng vitamin K tuy nhiên thì khuyến cáo này thì được đưa ra bởi hội ờ uh, thấp cấp học châu Âu hội học uh, Anh và hội đông cầm máu vậy À, và em xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe vâng rất cảm ơn bác sĩ phú cũng đã review lại cho chúng ta. mà chúng ta cũng không ít gặp trong thực hành tim mạch của chúng ta có điều là chúng ta lâu nay chúng ta cũng không để ý thế nhưng mà khi chúng ta thấy là càng ngày càng nhiều các thăm dò xét nghiệm rồi những cái bệnh nhân đến viện mạch chúng ta hết tắc mạch chỗ đó tắc mạch chỗ kia rất nhiều người cũng không phải là nhiều tuổi lắm vì chúng ta cũng cần lưu ý tới hội chứng này và à, bác sĩ tim mạch chúng ta là cũng là người phải đưa ra quyết định điều trị. Chỉ ở nước ngoài thì nó còn nhiều chuyên ngành khác nhưng chúng ta thấy là những cái liên quan đến huyết khối tĩnh mạch, liên quan tới các cái bệnh lý của tắc mạch, động mạch nhiều nơi vân vân thì bác sĩ tim mạch là là người phải đưa ra quyết định. Thì đây là những cái thông tin cũng rất là hữu ích và cập nhật. À, sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bác sĩ chúng ta có những câu hỏi, hoặc là những bình luận gì về vấn đề này thì xin mời các và và xin mời bác sĩ Trương Nga như vậy thì trong cái thời gian mà mình chờ đợi 12 tuần đấy thì chắc chắn là mình phải dùng thuốc chống đông rồi bởi vì là thường những cái bệnh nhân mà đã có huyết khối tĩnh mạch hoặc tức là có một cái biến cố tắc mạch rồi. Thế thì sau khi mà mình đợi đến 12 tuần mà mình làm xét nghiệm lại như vậy thì cái việc mà mình dùng thuốc chống đông ấy, mình có cần phải lưu ý gì không khi mà mình làm cái xét nghiệm lại sau 12 tuần đấy Ví dụ như là mình có thể phải ngừng cái thuốc chống đông lại và mình gối chẳng hạn với lại các cái thuốc ví dụ heparin có thứ đấy à. thì mình có cần phải lưu ý cái việc mà cái thuốc chống đông mà trước đấy mình đang dùng ấy, mình có cần phải dừng không? À, là thứ nhất, thứ hai nữa là nếu như mà mình làm lại sau 12 tuần thì kết quả nó lại không giống với cái lần một thì lúc đấy thì mình sẽ đánh giá như thế nào? À, vâng, thì em xin uh, cảm ơn uh, chị Ngạn và cảm ơn câu hỏi rất hay của chị ạ. và đầu tiên em xin trả lời về câu hỏi thứ nhất đó là uh, là khi xét nghiệm lần thứ hai thì chúng ta sẽ không phải dừng các thuốc chống đông vì các cái xét nghiệm kháng đông lupus hay là kháng thể kháng, kháng hay beta2 glycoprotein thì hoàn toàn không ảnh hưởng bởi cái thuốc chống đông máu mình đang dùng và chỉ chúng ta chỉ có hiện tại chỉ có các cái xét nghiệm chúng ta làm được đó là porin S, porin C hay anti thrombin ba ở trong cái bệnh cảnh mà tăng giảm đông thì chúng ta mới cần phải ngừng các cái thuốc chống đông đường uống à, à, và tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của chị đó là à, bệnh nhân tiêu chuẩn này thật rất là là ngặt nghèo và bệnh nhân phải có ít nhất hai lần được dương tính với một trong ba loại xét nghiệm này sau 12 tuần thì mới được chuẩn đoán nếu mà xét nghiệm lần thứ nhất dương tính sau 10 chúng ta tiếp tục dùng chống đông chưa được chuẩn đoán hội chứng kháng phospholipid sau 12 tuần chúng ta xét nghiệm tiếp tục âm tính thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi và cũng chưa được chuẩn đoán hội chứng kháng phospholipid bởi vì sao bởi vì là các cái kháng đông lupus hay là kháng thể kháng cardiopin hay là kháng thể kháng beta protein thì trong các bệnh cảnh cấp tính như bệnh cảnh nhiễm trùng, bệnh cảnh huyết khối và trong một loạt các bệnh cảnh cấp thì nó có thể dương tính bất chợt vào một thời điểm. Vì vậy bắt buộc sẽ phải khẳng định lại sau 12 tuần và khi uh, xét nghiệm sau 12 tuần dương tính lần thứ hai thì chúng ta mới được chuẩn đoán là hội chứng Thrombolytic. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp ngoại lệ đó là các bệnh nhân mà uh, như em đã trình bày trước là có một cái thể là hội chứng Thrombolytic lipid thảm họa cái hội chứng này thì không phải mình đợi đến 12 tuần vì đợi đến 12 tuần có thể bệnh nhân sẽ 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 tử vong mất rồi hội chứng kháng virus thảm họa là gì chúng ta uh, có các xét nghiệm kháng thể này dương tính và khi mà bệnh nhân có chuyện nhiều các biến cố lâm sàng đồng thời là 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 các cái chỉ số về thuyên tắc mạch có thì chúng ta cũng có thể được chuẩn đoán luôn đối với riêng đối với thể này và chúng ta sẽ điều trị tích cực luôn cho bệnh nhân và khi bệnh nhân mà đã có cái thể này chúng ta bắt buộc phải làm một các khu hồi sức tích cực bắt buộc phải điều trị các thuốc ức chế miễn dịch liều cao và thậm chí đã sẽ phải lọc huyết tương cho bệnh nhân ạ và vì gì thế là riêng cái thể này chúng ta sẽ không cần phải đủ 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 12 tuần ạ. À, xin mời bác sĩ bác sĩ Yến này tiền bác sĩ Yến thực ra là nhìn, nhìn trong lâm sàng của tim mạch mình cũng gặp khá nhiều các bệnh nhân mà có hội chứng kháng phospholipid nó liên quan đến một số cái có một số bệnh nhân thì có huyết khối có một số bệnh nhân thì lại bị sùi uh, van vô khuẩn đấy thì cho chị hỏi mấy câu hỏi là thứ nhất là cái cái xét nghiệm cái kết quả xét nghiệm cái IgM và IGG kia cả thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái chuyện là phân biệt cấp tính hay là mạng tính bởi vì à. có một số trường hợp có cái kết quả xét nghiệm vì ví dụ như là có IgG e thì là âm tính nhưng mà IgM e thì lại là, là dương tính chẳng hạn thì là mình sẽ đánh giá cái kết quả như thế nào thứ hai nữa là có một số trường hợp thì thấy là người ta được chẩn đoán là hội chứng kháng phospholipid pha uh, trước đó từ các chuyên khoa huyết học và thấy là người ta lại uh, cho bệnh nhân sử dụng aspirin uh, chị đã gặp một số cái bệnh nhân mà, mà vào viện và có tiền sử sảy thai và bây giờ mình thấy có huyết khối tĩnh mạch dưới và bệnh nhân đang dùng aspirin theo chuyên khoa huyết học thì những cái trường hợp như vậy thì có nên chuyển thành kháng vitamin K hay không và một câu hỏi thứ ba nữa là có một số những cái ca lâm sàng đã được báo cáo và trên thực tế thì là ở quý 2 cũng có kinh nghiệm về một một số các một trường hợp là bệnh nhân xuất hiện sùi van động mạch chủ Uh, nhưng lại không có cái bằng chứng của nhiễm trùng và sau đó thì là xét nghiệm là phát hiện ra rằng là uh, lupus dương tính cộng với lại cái kháng thể kháng phospholipid dương tính thì uh, em trong quá trình tham khảo thì em có kinh nghiệm về những cái trường hợp như vậy không bởi vì uh, khi mà xem thì người ta những cái trường hợp mà bệnh nhân uh, có lupus cộng với ăn phospholipid dương tính là những trường hợp mà có nguy cơ cao bị tổn thương van tức là bị sùi van trên cái trên cái nền Sùi van không phải là tức là sủi van vô khuẩn đấy thì những cái trường hợp như thế thì có lẽ là về mặt lâm sàng nhiều nhiều khi cả bác sĩ không để ý đến và bị chẩn đoán nhầm với lại một những cái trường hợp sùi nhiễm khuẩn và như những cái trường hợp thế thì thường phải cho bệnh nhân đi làm siêu âm tim để 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 tầm soát thì trong quá trình mà bác sĩ phú làm cái bài rất là hay như này thì các bác sĩ có 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 những cái tài liệu nào mà đề cập đến vấn đề đó hay không? Ờ à đầu tiên thì uh, em xin cảm ơn uh, câu hỏi của chị Yến ạ. Uh, em xin trả lời câu hỏi đầu tiên đó là cái uh, kháng thể kháng các pin hay là kháng thể kháng beta 2 glycoprotein thì người ta cũng phân loại thành là IgG hoặc kiểu kiểu tuyết là IgG hoặc là IgM. Bởi vì uh, uh, phân loại này thì uh, một trong hai nhóm mà bệnh nhân dương tính thì đều tuy dương tính thì đều được đưa vào chuẩn đoán. Tuy nhiên thì theo các cái thống kê trước đó thì uh, các thầy cô thể nhìn thấy là đối với bệnh nhân mà nếu mà có EGG thì sẽ nguy cơ huyết khối sẽ cao hơn so với EZM và hai cái này thì cao hơn rất nhiều so với EZA nên vì vậy là chỉ có EGG và EZM là được đưa vào khuyến cáo chuẩn đoán thôi và EZA sẽ không được đưa vào khuyến cáo chuẩn đoán. Về câu hỏi thứ hai của chị thì về cái uh, bệnh phụ nữ có thai mà có cái uh, có cái được chuẩn đoán là hội chứng khám phôi mà có huyết khối thì cho đến thời điểm hiện tại thì khuyến cáo là nếu bệnh nhân mà có huyết khối tĩnh mạch mà được chuẩn đoán hội chứng kháng lipid thì sẽ phải dùng thuốc chống đông đường uống kháng vitamin K kéo dài không thời hạn Đấy, và kéo dài không thời hạn và sẽ không có sử dụng epirin nữa. Epirin chỉ sử dụng đối với các bệnh nhân mà uh, được chuẩn đoán hội chứng kháng lipid mà có liên quan đến thai kỳ à, có thai kỳ ạ và tiếp theo câu hỏi thứ ba của chị thì uh, là uh, bệnh nhân mà có các biểu hiện sùi, sùi van tim vô khuẩn trên nền mà có hội chứng khám lipid thì hội chứng khám lipid này thì các tác giả uh, khuyến cáo uh, thì cũng ghi cũng chỉ định là đối với những bệnh nhân mà hội chứng khám polypid nguy cơ cao có nghĩa là hai tiêu chuẩn lâm sàng này hoàn toàn không có là về tắc mạch hay là về uh, về sản khoa không có là hội chứng khám polypid có nguy cơ cao có nghĩa là Uh, là à, mang mang kháng thể kháng polypic nguy cơ cao chưa được chuẩn đoán được chứng polypic vì không được thuộc tiêu chuẩn kể cả sùi van tim cũng thuộc tiêu chuẩn này và bệnh nhân đấy thì sẽ được gọi là mang mang kháng thể kháng polypic nguy cơ cao dựa trên các cái xét nghiệm này thì uh, những bệnh nhân đấy thì theo khuyến cáo sẽ được sử dụng aspirin kéo dài còn bệnh nhân sùi van tim thì thực sự là em cũng chưa đọc uh, thêm về vấn đề đấy cũng có thì em xin ý kiến thêm của thầy Hải về vấn đề này ạ. và xin mời anh Hải có thêm những uh, kinh nghiệm và bình luận gì vấn đề này không? Alo, vâng à, Chúng em xin cảm ơn thầy và cảm ơn các anh chị đồng nghiệp cũng như là cảm ơn bác sĩ Phú đã có một cái bài sinh hoạt khoa học rất là hay ở một nhóm mà bệnh nhân thực ra là chúng ta cũng không gặp nhiều lắm đâu. À, về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ không gặp nhiều lắm. Thế thì à, cái lần đầu tiên mà chúng em tổ chức sinh hoạt khoa học nội trú là cách đây hơn 10 năm, thời đấy thì bác sĩ Quân, bác sĩ Ngọc vẫn còn là bác sĩ nội trú thì là trình bày cái can lâm sàng và nhân đó thì là review lại về hội chứng kháng phospholipid trong tim mạch ở một bệnh nhân là có uh, uh, lupus ban đỏ hệ thống và có viêm tội tâm mạc vô khuẩn thế thì kể từ đó thì uh, như các thầy cô cũng thấy là C6 thì hay rất hay gặp các cái bệnh nhân viêm nội tâm mạc và cũng rất hay gặp những bệnh nhân là tắc mạch do các cái nguyên nhân khác nhau hoặc là không tìm được nguyên nhân mà chúng ta cần phải uh, đi tìm nó thì trước khi trả lời uh, đầy đủ hơn các câu hỏi của các anh chị đồng nghiệp thì em xin nói vắn tắt là làm thế nào tại sao bác sĩ tim mạch ta lại phải quan tâm đến hội chứng kháng phospholipid thường là chúng ta chỉ quan tâm đến khi mà nó có các cái biến cố động mạch hoặc tĩnh mạch và đặc biệt là tĩnh mạch bởi vì cái cái tỷ lệ uh, cái biến cố tĩnh mạch bao gồm cả thuyên tắc phổi uh, và huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới là chiếm là khoảng 40 phần trăm đấy là vì lý do đấy là chúng ta phải quan tâm và khi chúng ta quan tâm đến cái hội chứng này thì chúng ta phải đi tìm nó nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta đi tìm một cách mặc định cái quan trọng ở đây là chúng ta không đi tìm một cách mặc định mà uh, trong khuyến cáo của hội tim mạch Việt Nam thì, uh, năm 2023 đấy thì uh, trên trang web của hội tim mạch Việt Nam các anh chị uh, nếu anh chị chưa có các anh chị tham khảo thì chúng em đã liệt kê tất cả những cái các cái nhóm đối tượng mà chúng ta cần thiết chúng ta phải tầm soát hội chứng kháng phospholipid uh, và hoặc là lupus ban đỏ hệ thống mà chúng ta biết là có khoảng 1 phần ba bệnh nhân hội chứng kháng phố Olympic dương tính là có lúc cũng ban đỏ hệ thống đấy, thế vì thế nên là là không phải tất cả các trường hợp mà chúng ta phải tầm soát nhất là ví dụ nếu một bệnh nhân bị thiên tắc huyết khối tĩnh mạch, cho dù là người trẻ đi nữa nhưng nếu lại có cái yếu tố thúc đẩy ví dụ như là họ sau mổ sau đẻ hoặc là sau chấn thương thì rõ ràng là cái khả năng là là có yếu tố thúc đẩy nó cao hơn là việc mà chúng ta đi tìm một cái uh, hội chứng uh, tăng đông bao gồm cả hội chứng kháng phospholipid và với một cái xét nghiệm nó cũng khá là tốn tiền. đấy là điểm uh, chúng ta cần phải lưu ý. cái thứ hai nữa là cho đến thời điểm hiện tại thì với những bệnh nhân đã được xác định chẩn đoán là có biến cố huyết khối cộng với hội chứng kháng phospholipid đã được chẩn đoán thì chúng ta uh, dùng chống đông và chống đông ở đây đến thời điểm hiện tại được lựa chọn vẫn là kháng vitamin K kéo dài. đấy. vấn đề là nếu như mà nguy cơ cao tức là cả ba yếu tố nó đều được khẳng định là cao thì viên nguyên ca sẽ được dùng kéo dài còn nếu một trong hai hoặc một đến hai yếu tố thì là nguy cơ thấp hoặc trung bình thì trong một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng nó và với cái lưu ý rằng vì đây là cái hội chứng nó cũng ít gặp nên là kể cả cái nghiên cứu phần uh, tổng hợp lớn nhất thì nó chỉ khoảng 400 bệnh nhân thôi do vậy là tất cả các bằng chứng nó không phải là là có tính chất là quyết liệt trừ cái biến cố là gì ạ nếu bệnh nhân nguy cơ cao thì việc chúng ta sử dụng nó làm tăng cái biến cố động mạch, đặc biệt là 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 đột quỵ do tắc mạch thì chúng ta chú ý hai điểm như vậy. Thế, uh, xin trả lời kỹ hơn một chút về vấn đề của uh, chị uh, Tuyết Nga đó là cái vai trò của các xét nghiệm uh, khám bất vô lý. Trong trường hợp này chúng ta thấy là trong cái phần cơ chế bệnh sinh thì bác sĩ Phú cũng đã mô tả khá là kỹ ở cái giai đoạn huyết khối cấp tính hoặc là giai đoạn có nhiễm trùng, uh, nhiễm trùng nhiễm virus hay nhiễm khuẩn thì cái một số các cái kháng thể kháng phospholipid nó tăng và nó có thể tăng tạm thời thế bởi vậy nên là chúng ta không thể dựa vào một lần xét nghiệm để chúng ta xác định được chẩn đoán và sau thông thường 12 tuần tức là cái thời gian tối thiểu bởi chúng ta biết là cái nguy cơ bị tái phát Tuyên tắc huyết phối tĩnh mạch là mạnh nhất trong vòng 3, 3 tháng đầu thì ngoài 3 tháng đầu thì chúng ta chúng ta có thể cân nhắc với một số trường hợp thì chúng ta ngừng với một số trường hợp chúng ta tiếp tục dùng chống đông và chúng ta xét nghiệm lại các cái uh, xét nghiệm về kháng phospholipid trừ cái kháng đông lupus nội sinh bởi vì kháng đông lupus nội sinh tức là cái một đấy thì nó ảnh hưởng bởi thuốc chống đông nên là chúng ta sẽ tập trung vào hai cái tức là kháng thể kháng các biolipin và kháng thể kháng uh, glycoprotein beta 2 alpha 1 mà chú ý đến IgG hơn là IgM để chúng ta xác định chẩn đoán và theo đó thì chúng ta dựa vào cái lược đồ này thì cho duy trì cái được điều trị uh, liên quan đến vai trò dự phòng tiên phát thì cho đến giờ phút này thì aspirin đối với bệnh nhân kháng biolipin nó dường như là nó chỉ áp dụng cho những trường hợp là sản qua nhiều hơn dự phòng các cái biến cố liên quan đến sẩy thai, đến thai lưu vân vân hơn là dự phòng tiên phát biến cố tắc mạch. Chúng ta sẽ uh, lưu ý điều đó. Vâng ạ. Thế còn vai trò của aspirin trong dự phòng thứ phát xuyên tắc huyết khối thì nó hay gặp ở cái nhóm là mặc dù bệnh nhân khám phúc lipid có biến cố động mạch và hoặc tĩnh mạch đã được chuyển, uh, điều trị uh, kháng viêm min, minca kéo dài nhưng các biến cố nó vẫn xuất hiện, các biến cố tắc mạch vẫn xuất hiện thì trong trường hợp đó thì chúng ta hoặc là chúng ta phải phối hợp với aspirin và kháng viên ca hoặc là chúng ta nâng cái ngưỡng uh, cái ngưỡng uh, mục tiêu của kháng viên ca lên khoảng 3 đến 4. Tuy nhiên là khi chúng ta nâng lên thì các cái nguy cơ chảy máu cũng tăng do vậy là từng trường hợp mà chúng ta có các cái lựa chọn sao cho phù hợp. Chúng em xin hết ạ. Vâng cảm ơn bác sĩ Hải. Có lẽ là thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Còn một số câu hỏi nữa thì xin mời chúng ta tiếp tục uh à đặt uh, câu hỏi cho bác sĩ hải cũng như là bác sĩ phú để chúng ta tiếp tục và uh, một lần nữa là cảm ơn bác sĩ phú và xin mời chúng ta đi làm việc